Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krombuk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng Nhân dân huyện Krombuk khóa 12 tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Hội nghị đánh giá kết quả sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân và triển khai công tác tuyển quân năm 2024. Khai giảng lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cổng chiêng tại xã Chư Bâng. Bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại xã Chư Bô và Chư Né năm 2023. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 24 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Krombuk khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Xuân Đá, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Hải Đông, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban dân vận huyện ủy, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Krombuk khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hờ Sơn Niê với lý do miễn nhiệm đã chuyển công tác khác. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đối với đồng chí Hờ Sơn Niê với tỷ lệ 100% đồng ý. Kỳ họp cũng đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện Krombuk khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu với 19 đồng chí, gồm trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tiến hành bỏ phiếu kín, lấy phiếu tín nhiệm. Với kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ được Hội đồng Nhân dân huyện bầu đảm bảo đúng quy tắc dân chủ khách quan, công khai minh bạch, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm. Chiều ngày 24 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Krombuk tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự, Nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023 và triển khai công tác tuyển quân năm 2024. Đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, chủ trì hội nghị. Thực hiện công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024, thời gian qua Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn chủ động phát huy tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác sơ tuyển, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Xác định công tác khám sơ tuyển là một nội dung quan trọng trong quy trình công tác tuyển quân. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đúng các bước, từ đăng ký nắm nguồn và quản lý nguồn công dân đến công tác phối hợp. Qua đó đã thực hiện đăng ký độ tuổi 17 năm 2023 là 694 công dân. Tổng số khám sơ tuyển trên địa bàn huyện là 1.523 công dân, đạt sức khỏe sơ bộ 656 công dân bằng 43,07%, đưa vào diện đủ điều kiện gọi khám tuyển cấp huyện. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đến một số nội dung về công tác tuyển chọn, khám sơ tuyển, công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình công dân ở độ tuổi đăng ký sơ tuyển. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm để tìm biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng thông qua nhiệm vụ công tác tuyển quân trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện yêu cầu các đơn vị cá nhân phát huy vai trò nhiệm vụ cụ thể đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự hai cấp phân công, phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong công tác tuyển quân thời gian tới. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về luật nghĩa vụ quân sự rộng rãi tới công dân, thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân theo đúng quy định, kế hoạch, an toàn tiết kiệm và đạt yêu cầu. Các nội dung nhiệm vụ cũng đã được đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện giao trách nhiệm và mốc thời gian cụ thể đối với mỗi đơn vị cho từng nội dung. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và 7 xã thị trấn trên địa bàn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin khai giảng lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cổng chiêng tại xã Chư Bâng. Sáng ngày 23 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Krombuk tổ chức khai giảng lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cổng chiêng tại Buôn Cơ Bua, xã Chư Bâng.
Tham gia lớp học, 24 học viên của lớp sẽ được nghệ nhân của xã Chư Bâng giới thiệu về cồng chiêng và một số loại nhạc cụ truyền thống như đinh buốt, đinh năm, hướng dẫn cách cầm và tập đánh chiêng, thổi đinh năm, học đánh các bài chiêng, hướng dẫn thổi đinh năm và kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở cuối khóa học. Theo kế hoạch, lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng đợt này sẽ được tổ chức trong thời gian 1 tháng, dự kiến kết thúc trong tháng 11/2023. Qua việc tổ chức và tham gia lớp học kỹ năng diễn tấu cồng chiêng tại Buôn Cơ Bua, xã Chư Bâng nhằm giúp học viên có những kỹ năng kiến thức để sử dụng thành thạo một số loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Ede cũng như văn hóa cồng chiêng trên địa bàn huyện Krông Búc thời gian tới. Ngày 24 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại xã Chư Bô và Chư Né năm 2023. Ngày 24 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chư Né. Tại Buôn Thiếu Một, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thông qua quyết định về việc trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Yken Nie. Đây là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo khó khăn về nhà ở, được Ban Mặt trận Buôn đề nghị trao tặng nhà đại đoàn kết năm 2023. Sau quá trình khảo sát, đánh giá, Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện Krông Búc đã quyết định xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Yken Nie, thường trú tại Buôn Thiếu Một, xã Chư Né. Đồng thời, tại hộ gia đình bà Hờ Hu Mờ Lô, Buôn Thiếu Một, xã Chư Né, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cũng tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết năm 2023 cho hộ gia đình bà Hờ Hu Mờ Lô, là gia đình thuộc diện hộ nghèo, bản thân bà là mẹ đơn thân. Mỗi căn nhà được trao tặng là nhà cấp 4 mái lợp tôn với trị giá là 65 triệu đồng. Trong đó mức hỗ trợ là 50 triệu đồng cho mỗi gia đình, được trích từ nguồn hỗ trợ của Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh năm 2023. Cùng với sự đóng góp của gia đình, hộ ông Yken Nie và hộ bà Hờ Hu Mờ Lô, xã Chư Né đã có được ngôi nhà mới để ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực, động viên các hộ gia đình thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống trong thời gian tới. Cũng trong chiều ngày 24 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Chư Bô. Ban Vận động Quỹ vì người nghèo huyện Krông Búc đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết năm 2023 cho hộ ông Inum Rma, là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, có địa chỉ thường trú tại Buôn E Nho, xã Chư Bô. Sau một thời gian thi công, một căn nhà cấp 4 mái lợp tôn với diện tích sử dụng 56m2. Tổng giá trị căn nhà là 125 triệu đồng đã được bàn giao sử dụng cho hộ gia đình ông Inum Rma. Trong đó, Quỹ vì người nghèo của tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh huyện Krông Búc năm 2023. Sáng ngày 23 tháng 10, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Chư Bô, cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh huyện Krông Búc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2023. Dự hội nghị có Thường trực Hội cựu chiến binh huyện, đại diện cấp ủy và Thường trực Hội cựu chiến binh 4 xã trong cụm thi đua số 2. Cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh huyện Krông Búc bao gồm 4 đơn vị là Hội cựu chiến binh các xã Chư Bô, Chư Bâng, Chư Né và E Xin, với hơn 1.000 hội viên đang sinh hoạt tại 57 chi hội. Trong năm 2023, cụm thi đua số 4 do Hội cựu chiến binh xã Chư Bô làm cụm trưởng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy các xã, sự quan tâm hướng dẫn của huyện hội, Hội cựu chiến binh 4 xã trong cụm thi đua đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một số hạn chế trong thực hiện phong trào cựu chiến binh gương mẫu năm 2023. Qua đó, Hội cựu chiến binh 4 xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện tốt nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp, tích cực tham gia, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, phối hợp tặng quà cho con em lên đường nhập ngũ với số tiền gần 5 triệu đồng.
xây dựng 7.500m đường cựu chiến binh tự quản. Cán bộ hội viên trong cụm cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên, tích cực trong hoạt động phối hợp, từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tổ chức gặp mặt tặng quà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 27 tháng 7. Thăm hỏi 54 lượt hội viên ốm đau với số tiền trên 7 triệu đồng, thực hiện chế độ đãi ngộ nhà nước đối với cựu chiến binh, phối hợp tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ, kết nạp mới 26 hội viên, tổ chức kiểm tra giám sát 28 chi hội và 140 hội viên. Qua kiểm tra giám sát, kịp thời uốn nắn những vướng mắc ngay tại chi hội. Hội nghị cũng tôn vinh đơn vị xã Chư Bô là đơn vị xuất sắc dẫn đầu, xã E Xin là đơn vị xếp vị trí thứ hai trong cụm thi đua, đồng thời tiến hành chuyển giao cụm trưởng cụm thi đua số 2 Hội cựu chiến binh huyện cho đơn vị Hội cựu chiến binh xã E Xin và triển khai phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thể thao huyện Krung Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.